Đây, phường Ba Láng của Cảng Răng tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Lần diễn tập này, lực lượng Vũ trang Phường Ba Láng đã bám sát tình hình giả định, tổ chức hai vấn đề huấn luyện gồm: chuyển lực lượng Vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển lực lượng Vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ buổi huấn luyện cướp phần giúp lực lượng vũ trang phường rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp quỹ người chỉ huy và cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nâng cao trình độ năng lực trong công tác tham mưu tác chiến thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ trong việc chủ động đối phó với những tình huống phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn